Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken trong chuyến công du Trung Đông hôm 25 tháng 5 cam kết Washington sẽ huy động nguồn lực nhằm tái thiết Gaza trong khuôn khổ các nỗ lực củng cố cuộc ngừng bắn giữa phe Hồi giáo Hamas cai quản Gaza với Israel. Tuy nhiên, Ngoại trưởng bị nhấn mạnh Hoa Kỳ có ý bảo đảm là Hamas mà Mỹ xem là một tổ chức khủng bố sẽ không được hưởng lợi từ sự hỗ trợ nhân đạo vừa kể, một mục tiêu nhiều khả năng sẽ gặp nhiều khó khăn tại khu vực mà Hamas kiểm soát chặt chẽ. Ông Blinken bắt đầu chuyến công du khu vực tại Jerusalem họp với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Phát biểu trước báo giới bên cạnh Ngoại trưởng Mỹ, Thủ tướng Israel đe dọa đáp trả mạnh mẽ nếu Hamas tái tục các cuộc tấn công bằng rocket xuyên biên giới. Cũng ngân bắn do Ai Cập làm trung gian hòa giải và phối hợp với Mỹ bắt đầu từ ngày 21 tháng 5 sau 11 ngày bùng nổ giao tranh khốc liệt nhất giữa các phần tử chủ chiến Palestine và phía Israel trong nhiều năm qua. Hiện cuộc ngừng bắn đã được duy trì bước sang ngày thứ năm.